Thì nãy giờ mình neo ở đây thì đợi ghe thu mua của ông anh các bạn, đó đang chạy lại. Đó, chạy ghe bự chạy giọt dữ dằn luôn á. Đó. Ghe của thu mua của anh lắm đó các bạn. Đó, xì khối đen luôn dữ dằn chưa. Nãy giờ căng mấy anh em ngoài kia. Giờ ngoài kia một đoàn, ở trong này một đoàn á. Đang chạy tốc độ rất là cao luôn. Quá trời à. Bữa nay chi này chứ nấy gần cái tấn cá không á, bởi vì chở khẩm luôn. Chạy luôn, chạy xiết cho kịp giờ các bạn, cái này cũng hơi trưa rồi đó, anh chạy về vô bờ đó, chạy về chỗ căn nữa cũng khoảng hết gần nửa ngày nữa đó, cẩm luôn bữa nay chiến này chiến ấy trúng cẩm luôn các bạn, 60-70 chiếc rồi, chiếc bộ đầu 1 kg 1 tấn thôi là 60-70 tấn rồi. Quá wow, bữa nay khẩm dữ rồi. Quá dữ luôn, chạy cái chục mười mấy lý vậy các bạn. Đó, chở khẩm ra nước sâu nữa, chạy dữ lắm luôn. Đó, chạy dữ chưa? Ghê hồn, bữa nay quá khẩm luôn rồi, bữa hồi bữa bánh xe đâu có ngập với vậy, bữa nay ngập bánh xe luôn. Sực tối luôn. Rồi tớp ra rồi. Cái vực neo đó về đây hay thả trôi đây, chạy mày thả trôi cũng được các bạn. Rồi mình tắt máy á, chuẩn bị buộc dây rồi, cái gì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem á. Đây giờ thì căng cá đầu cũng xong rồi, giờ bắt đầu vô bờ. À, mua đồ lấy nước đá đâu á các bạn. Đó đây là dàm kim quy á. Đó tại mình đang vô dàm kim quy nè, có mấy anh em nào ở đây không thì giao lưu với mình chơi á. Đó có mấy anh em nào mà trong dàm kim quy đó thì comment xuống á, comment xuống bên dưới để mình biết. Đó anh em đang vô đây á, lần đầu tiên vô đây luôn đó, mấy anh em ghe vô đây cũng quá đông luôn nè, 4-5 chiếc á. Đó quá trời, vỏ cặp xít rồi đặt ở ngoài chạy như cao tốc vậy, dữ dằn thì chết, quá xá luôn rồi, chạy kìa. Căng cá xong neo ngủ hết rồi. Đó đây chiếc siêu khủng nữa các bạn. Đó mà vô mới vô tới đó giục neo quá. Đây trong dàm đây. Đó có ghe nước đá các bạn. Ở ghe này cặp lấy nước đá nè. Đó
dàm kim quy á. Đây dàm đây, cống kim quy đây. Chiếc đang chạy vô vô trễ á. Đó, vô dàm kim quy nha các bạn. Dưới này nước đang lớn nữa. Đó, vô dàm nó dễ á. Mình bơm dầu rồi lấy ướp đá rồi xong rồi giờ chạy ra ngoài kiếm chỗ neo. Thôi cái này cũng chưa rồi. Vô trong dầm lấy dầu ướp đá đồ rất là cực luôn á. Ở ngoài hòn lấy thì nó khỏe. Đó mình chạy sao nè. Thì mình chạy ra tới chỗ mấy anh em neo rồi, giờ neo chung mấy anh em các bạn. Đó anh em một dọc bốn chiếc kia nè, nhìn đẹp chưa. Đó giấc này ngủ hết trơn rồi. Giấc này 10 giờ rồi. Còn mình thì vô trọng lấy đá lấy dầu rồi đó, ra trễ. Mới dục neo xong luôn. Đó, chiều đi chung với mấy anh em á. Rồi bây giờ mình tắt máy á. Máy mình ngủ rồi, có gì rồi, chiều rồi hành trình của mấy anh em đi tới đâu đó rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem á, rồi các bạn nhớ chờ xem á. Cái này 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi. Đó, anh em neo một dọc rất là vui luôn á. Neo một dọc 4 chiếc. Cái bên kia 3 chiếc là 7 chiếc, đoàn 7 chiếc nha các bạn. Với ông chú ghe Phương Nam nữa, đậu đâu mất, không đậu ra trong dàm cháu á, gần trong dàm. Đó cào rồi kéo ra xong rồi. Đó anh này đang chỉnh dép nè. Kia của anh quắt hả, toàn quắt các bạn. Đây, còn mấy anh này anh này của mình quất nữa nè, anh áo vàng vàng á, đang chỉnh đèn. Còn ông bác đang ngồi nghe điện thoại á, ông bác bận áo thun ba lỗ á, áo lưới. Mấy anh em rất là vui, hôm này thì sóng rất là dữ luôn, gần sáng êm cái cá nó lên á. Còn giác này thì bữa nay thì im rồi. Đó. Ồ, trời bữa nay vậy là quá quá im luôn rồi các bạn. Đó, mình neo cũng hơi xa xa dàm á. Thầy phóng gần lại cho các bạn xem cái dàm kim quy á. Đó, sáng mình vô cho nó bơm dầu bạn. Giờ hai bên bờ bờ dạm á, hai bên bờ, hai bên giờ xây bờ kè chắn sóng á, làm đê bao á, rất là lực lượng nha. Đó là chợ búa dầu nước đá gì cũng đầy đủ hết. Tại trong đó mình đậu đây đó khoảng chừng 4 lý á bạn. Đây có chiếc ghe gì nhỏ nhỏ bé bé đây. Ồ ghe này đang kéo ốc, kéo ốc các bạn. Đó hồi sáng này á, mình chín trong ngoài ký á, gần bắn cá trời gì làm rất là khỏe luôn á.
Cơm chưa? Cơm chưa? Nấu chưa? Nấu chưa? Nấu rồi hả? Cơm đi, chuẩn bị chạy nè.